Chào các bạn, tiếp tục các bài tập về tạo một mảng từ một mảng cho trước. Thì ở bài tập này chúng ta sẽ tạo một cái mảng B từ một cái mảng A, với điều kiện là cái mảng B này chỉ chứa các giá trị lẻ từ mảng A. Thì các bạn thấy đây là cũng là một cái dạng rất là quen, vì ở những bài tập trước chúng ta có in những cái số lẻ hay là in những cái số chẵn trong một cái mảng. Thì ở bài này chúng ta thay vì chúng ta in thì chúng ta sẽ đưa nó vào một cái mảng mới để chúng ta in. Đó là cách làm của bài tập này. Ví dụ như ở đây chúng ta có 6 phần tử, thì chúng ta sẽ xét từ đầu cho đến cuối của cái mảng này, và nếu như số nào là số lẻ thì chúng ta sẽ đưa vào một cái mảng, ở đây mình gọi là mảng B đó. Rồi sau khi kết thúc cái dòng for ở cái mảng A này thì chúng ta sẽ được cái mảng B là gồm toàn là những số lẻ. Đó là cách làm của cái bài tập này. Rồi. Thì mình nói thêm, ở bài tập này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để cái mảng B này chứa những giá trị lẻ. Như vậy các bạn có thể đổi lại là gì? Các bạn có thể đổi lại là những cái bài tập dạng khác, như là mảng B chứa các giá trị chẵn, hay là chứa các giá trị âm, chứa các giá trị dương. Thì các bạn chỉ cần đổi cái điều kiện ở cái chỗ lẻ chẵn này thì các bạn đã được thêm ba cái dạng bài tập khác đó. Đó là cái ý mình muốn nói thêm. Chúng ta không cần mình không cần làm thêm những cái video về cái dạng bài tập này nữa, mà từ cái dạng bài tập này các bạn có thể phát triển là chúng ta có thể là làm những cái bài tập tương tự như vậy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái code của bài tập này. Rồi đây là cái code rất là ngắn gọn. Chúng ta có một cái hàm tạo mảng B chỉ chứa giá trị lẻ từ mảng A. Rồi khi quá trình ở trong chương trình chính á, thì các bạn chỉ cần gọi cái hàm này, cái hàm tạo mảng B này, thì chúng ta sẽ có được cái mảng mới. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ chạy từng câu lệnh. Rồi hàm tạo mảng B chỉ chứa giá trị lẻ từ mảng A. Mảng A và 6 phần tử. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem cái hàm này như thế nào đây. Đây. Như các bạn thấy là cái hàm này chúng ta không có thấy truyền vô cái mảng gì, không có thấy truyền vô cái mảng B. Tuy nhiên ở trong cái hàm này thì các bạn thấy chúng ta khởi tạo một cái mảng B nè, và số lượng phần tử của B mới ban đầu sẽ là 0. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có NB bằng 0. Rồi chúng ta sẽ cho câu for chạy từ y bằng 0 cho đến nhỏ hơn 6. Như vậy các bạn làm gì đây? Chúng ta đương nhiên sẽ có cái câu if, và cái câu if này rất là quan trọng nè. Khi đề đổi lại là giá trị chẵn, giá trị âm, giá trị dương, thì các bạn sẽ đổi cái điều kiện if ở đây thì chúng ta sẽ được một cái dạng bài tập mới. Rồi như vậy nếu như a y mod 2 khác 0, đó, chúng ta lấy giá trị lẻ, nghĩa là a không mod cho khác không. Thì các bạn nhìn ở trong cái mảng của chúng ta thì 3 là giá trị lẻ, mod 2 khác không, cho nên đúng. Thì chúng ta làm gì? Chúng ta làm hai việc các bạn. Thứ nhất là chúng ta sẽ đưa cái giá trị A0 vào mảng B. Như vậy là B thứ NB. Vậy ở đây mình sẽ ghi là B0 luôn, vì NB chúng ta đang là 0. Rồi B0 sẽ bằng AI là bằng A0 là bằng 3. Rồi. Và các bạn nhớ tăng cái số lượng phần tử của mảng B lên, nghĩa là NB bằng 1. Rồi tương tự ở lần lặp thứ hai, ở lần lặp thứ hai y bằng 1 nhỏ hơn 6, đúng. Thì các bạn thấy câu if này cũng sẽ thực hiện, nhưng mà các bạn thấy câu if này như thế nào đây? Điều kiện if ở đây là A1, thì các bạn nhìn trong cái mảng là A1 là 6, 6 là số chẵn,
Cho nên khi mod 2 nó như thế nào, nó không có khác không. Cho nên là điều kiện của cô if sai, sai thì chúng ta sẽ không có làm gì hết, chúng ta sẽ bỏ qua. À, chỗ này là for. À, chỗ này là true. Rồi, rồi chúng ta đến lần lập tiếp theo là lần lập thứ ba, y bằng 2, nhỏ hơn 6. Rồi, nếu như A2 thì các bạn thấy A2 trong mảng là mấy? A2 trong mảng là 8. Thì khi mod 2 nó cũng sẽ bằng 0 chứ không có khác 0, cho nên điều kiện của if là sai luôn, chúng ta bỏ qua luôn. Tiếp tục đến lần lập thứ tư. Y bằng 3, nhỏ hơn 6. Rồi, các bạn thấy if chỗ này là A3. A3 bằng A3 trong mảng là 5. Như vậy các bạn thấy A3 là 5, 5 mod 2 thì khác 0 là đúng. Đúng thì chúng ta làm gì? Rồi các bạn nhớ nè, NB gần nhất của chúng ta đang là 1. Đây, cho nên là chúng ta thấy là B thứ NB nghĩa là B1 bằng AI nghĩa là bằng A3 là bằng 11. Xin lỗi các bạn, bằng 5. Rồi, các bạn phải nhớ tăng cái biến NB này lên. Rồi, NB sẽ lên là 2. Rồi, lần lập thứ 5. Y bằng 4. Y bằng 4 nhỏ hơn 6. Rồi, nếu như A thứ 4, như vậy A thứ 4 là 11. 11 mod cho 2 khác 0 là đúng. Đúng, cho nên là chúng ta có tiếp tục làm B thứ NB nghĩa là B2. Đó, tại sao B2? Các bạn nhìn đây, NB ở trên nè, đang là 2 nè. Cho nên B2 sẽ bằng AI nghĩa là bằng A4 bằng 11. Rồi, NB chúng ta tăng lên là 3. Và lần lập cuối cùng, lần lập thứ 6, Y bằng 5. 5 nhỏ hơn 6, đúng. Đúng, nhưng mà chỗ câu if á, thì các bạn thấy là if A thứ 5 thì A thứ 5 là bằng 20. 20 mà các bạn mod cho 2 thì bằng 0 chứ không có khác 0. Cho nên các bạn thấy là điều kiện câu if là for. For thì chúng ta không thực hiện gì hết. Như vậy sau 6 lần lập thì các bạn thấy chúng ta mảng B chúng ta được 3 phần tử là 3, 5 và 11. Và các bạn thấy là ở trong cái hàm này mình gọi cái hàm xuất luôn. Đây, chúng ta gọi cái hàm xuất luôn. Và các bạn thắc mắc một điều là tại sao hàm xuất là INTA rồi INTN, nhưng mà khi gọi hàm xuất ở đây mình truyền B và NB như vậy có đúng hay không? Thì các bạn thấy là đây là cái chuyện bình thường. Đây là đầu tiên là cái biến, xin lỗi các bạn, là biến mảng. Thì các bạn truyền vô là một cái biến mảng, đây B là một cái mảng. Rồi tiếp theo N là một số nguyên. Vậy ở đây các bạn truyền NB thì ở đây NB cũng là một số nguyên. Nó đồng nghĩa với việc là cái số lượng phần tử của cái mảng tương ứng đó, cho nên nó vẫn sẽ chạy bình thường. Rồi bây giờ các bạn xem thử coi, chúng ta chạy coi có đúng hay không nha. Rồi chúng ta có 6 phần tử. 3 6, 8, 5, 11 và 20. Đây, các bạn xem coi, các phần tử vừa nhập. Mảng B gồm các phần tử lẻ của mảng A là 3, 5, 11. Đây, gồm 3 phần tử, rất là chính xác. Nếu mà để đẹp hơn nữa thì các bạn có thể in ra là mảng B gồm có bao nhiêu phần tử là cũng được. Đây, các bạn thêm câu if chỗ này và các bạn truyền vô cái NB và cái NB nhớ cộng thêm 1. Thì cái phần in ra của chúng ta nó sẽ đẹp và đúng thôi chứ không có gì. Rồi như vậy các bạn thấy là ở đây chúng ta làm được cái điều kiện là giá trị lẻ, như mình nói giá trị lẻ, giá trị chẵn, giá trị âm, giá trị dương. Rồi ở bài tập tiếp theo vẫn là tạo một mảng từ một cái mảng cho trước. Tuy nhiên ở đây các bạn thấy là chứa những cái số là số nguyên tố của cái mảng cho trước. Đây là một cái bài tập
nó giống nhưng mà khác cái bài tập trên. Nghĩa là sao? Cái bài tập ở trên thì các bạn thấy xét cái điều kiện chẳng lẽ âm dương rất là đơn giản. Tuy nhiên ở đây là xét một số là số nguyên tố, thì chúng ta phải làm một cái hàm. Đấy, là một cái hàm nguyên tố để chúng ta kiểm tra nữa, chứ không có đơn thuần là chúng ta chỉ xét cái điều kiện một cái phép tính ở cái chỗ chẳng lẽ âm dương này. Cho nên là nó sẽ tăng cái mức độ khó hơn thêm một chút. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở những bài tập tiếp theo về C++. Xin chào các bạn.